Chào mừng quý vị đã đến với bản tin nhanh của CryptoLitVN. Đây là CryptoLitVN và bạn đang nghe đọc báo cùng CryptoLit mỗi ngày. Nếu Bitcoin quyết tâm xuyên thủng mốc 20.000, việc gì sẽ xảy ra với thị trường crypto? Tính đến hôm nay, Bitcoin được xem là tài sản số lớn nhất thị trường tiền điện tử, đã giảm mất 30% giá trị so với tuần trước. Khi tâm lý bearish đỏ lửa đang ngập tràn trên thị trường, càng có nhiều chuyên gia đầu ngành nhận định Bitcoin sẽ tiếp tục giảm sâu dưới mức 20.000. Vậy thị trường sẽ như thế nào nếu điều đó thực sự xảy ra? CryptoLitVN đã tổng hợp được một số nguồn tin từ các chuyên gia phân tích trên toàn cầu khi họ phỏng vấn với Decrypt. Bitcoin hiện đang được giao dịch ở quanh 22.000 đô la, mức giảm đáng kể so với giá cao nhất mọi thời đại gần 69.000 đô la, tức là đã mất đi 70% giá trị. Hầu hết các chuyên gia giải thích cho sự mất giá này là do điều kiện kinh tế vĩ mô xấu đi, lạm phát gia tăng sau đợt đại dịch Covid dẫn đến các quốc gia in tiền ồ ạt và quá trình tăng lãi suất của Fed. Biểu đồ giá của Bitcoin cập nhật vào 12 giờ UTC cộng 7 ngày 15 tháng 6 năm 2022. Hiện tại, các nhà đầu tư trên toàn cầu vẫn đang đổ dồn sự tập trung của mình cho mức giá của Bitcoin ở mốc 20.000 đô la. Đây được xem là một trong những mức giá cực kỳ quan trọng vì nó đại diện cho ngưỡng hỗ trợ tâm lý cực kỳ mạnh và cũng là đỉnh của đợt tăng giá cuối cùng vào năm 2017 của Bitcoin. Ở các chu kỳ giảm giá trước đây, Bitcoin chưa bao giờ xuyên qua mức giá được xem là đỉnh của đợt tăng giá trước đó. Tuy nhiên đến hiện tại, trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang diễn biến xấu đi, Bitcoin lại đang nằm sức gần mức giá nguy hiểm này. Theo như nhà phân tích Bitcoin Swan Sam Callahan, Bitcoin có thể sẽ giảm 80% so với mức cao nhất mọi thời đại. Việc này đã từng xảy ra vào tháng 12 năm 2018, khi Bitcoin đã giảm từ 20.000 đô la về chỉ còn 3.000 đô la. Điều này đồng nghĩa với việc trong đợt giảm của chu kỳ này, Bitcoin có thể sẽ về tới 13.800 đô la. Cũng theo như Callahan, việc giảm mạnh như vậy cũng không phải là quá đáng sợ vì ông cho rằng thị trường đã xem xét giá trị đầu tư của Bitcoin khác hẳn so với trước đây và nếu Bitcoin có giảm sâu như vậy thì cũng tồn tại một áp lực mua cực kỳ mạnh cho những nhà đầu tư dài hạn. Còn theo Yuya Hasegawa, một nhà phân tích thị trường tiền điện tử cho sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản Bitbank, đã chia sẻ với thời báo Decrypt vào tháng trước rằng Bitcoin rất có thể sẽ giảm về mức 12.200 đô la trong đợt sụt giảm này. Tuy nhiên hiện nay, các nhận định của Hasegawa đã có phần lạc quan hơn, cho rằng Bitcoin sẽ giảm nhanh về mức 20.000 đô la, nhưng ngay sau đó, Bitcoin sẽ được đẩy giá lên nhanh chóng. Cùng với biến Celsius gần đây, thì Marcus Sotiriu, một nhà phân tích tại công ty tiền điện tử Global Block của Anh, tin rằng có nhiều điều bất lợi hơn nếu Bitcoin giảm xuống dưới mốc 20.000 đô la. Sotiriu chỉ ra khả năng Celsius có thể vỡ nợ và cuộc khủng hoảng thanh khoản rõ ràng đã buộc công ty phải tạm dừng tất cả các hoạt động rút tiền của người dùng vào đầu tuần này. Theo Sotiriu, ông đang lo sợ một đợt thanh lý trên diện rộng với khối lượng thanh khoản của Bitcoin ở mức khoảng 17.000 đô la. Thanh lý bắt buộc xảy ra khi các nhà đầu tư sẽ bị bắt đóng các vị thế trên các sản phẩm phái sinh và hợp đồng tương lai Bitcoin sau khi tài sản của họ không đủ để thế chấp cho vị thế đó. Kiểu ép bán như vậy rất phổ biến trên thị trường tài chính. Nó còn làm cho giá của Bitcoin có thể sẽ tiếp tục giảm hơn nữa. Còn theo Arthur Hayes, cựu giám đốc điều hành của Bitmex cũng nhấn mạnh khả năng xảy ra rủi ro thanh lý này trong bài tweet ngày hôm qua. Chỉ vào thị trường phái sinh tiền điện tử, Hayes lưu ý rằng hầu hết các hợp đồng tương lai và quyền chọn hiện đang ở mức thanh lý 20.000 đô đối với Bitcoin và 1.000 đô la đối với Ethereum. Hayes cũng giải thích thêm, khi giá giảm gần về các mốc rủi ro này thì các nhà giao dịch phái sinh crypto cũng sẽ phải bán đi một lượng spot nhất định để duy trì các vị thế phái sinh này. Spot là một dạng sở hữu crypto của nhà đầu tư, còn phái sinh là một dạng chỉ số. Và đó là những nhận định mà CryptoLitVN đã tổng hợp được. Còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ là Bitcoin sẽ quyết tâm xuyên luôn mốc 20.000 USD chứ? Hãy để lại ngay bình luận bên dưới để cùng thảo luận với các chuyên gia của CryptoLitVN nhé. Và đó là tất cả bản tin nóng của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, đọc báo cùng CryptoLitVN, nâng cao kiến thức crypto.